Mời bạn nữ. Bây giờ rồi, hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi, giới thiệu về mình đi bạn trai. Anh xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường, em xin chào quý vị khán giả và xin chào bạn nữ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Trần Việt Thu, em 31 tuổi, hiện em đang sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là kế toán. Thu làm kế toán. Dạ. Em xin giải thích thêm cái tên của em nha. Hồi xưa lúc mà mẹ em mang bầu em á, thì cứ nghĩ em là con gái và cũng thích, cứ thích là con gái, nên quyết định đặt tên em là Thu. Là do em sinh vào mùa thu á. Nhưng mà khi sinh em ra là con trai, nhưng mà vẫn quyết định giữ tên là Thu luôn. Nhưng mà bây giờ là em là con trai hay con gái? Dạ tên Thu nhưng mà em rất men chị. Thu quê đâu Thu? Dạ em quê ở đây luôn ạ, ở Sài Gòn luôn ạ. Rồi mời bạn gái. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh nhà kế bên, chào khán giả. Em tên là Trương Kim Xuân, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Vĩnh Cửu, Đồng Nai và em đang công tác tại khoa dược của một bệnh viện tại Dĩ An ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, hơi tham công tiếc việc một chút, nấu ăn được, nội trợ cũng ổn. Còn nhược điểm của em là do bản chất công việc nên em hơi nóng tính. Khi đói hoặc mệt đó thì em hay dễ nổi quạo lên. Và cái nhược điểm lớn nhất mà chắc bẩm sinh luôn là em ăn chậm. Chậm là chậm bao lâu? Ăn bữa cơm dạ, bao lâu? Ăn bữa cơm khoảng 1 tiếng. Trời đất ơi. Ăn tiếng mấy chén cơm em? Dạ ăn tiếng chén thôi anh. Trời đất ơi. Bạn nữ ơi có gì mình sẽ đút bạn ăn. Đút bạn ăn. Còn tắm thì em có thể tắm cả tiếng. Tắm 1 tiếng nữa? Dạ. Vì một ngày là em ăn 3 bữa cơm hết 3 tiếng, tắm ngày tắm mấy lần? Tắm lần thôi chị. Tắm lần 4 tiếng rồi ngày ta rồi hết cái thời gian luôn rồi còn đâu nữa. Trời đất ơi. Rồi bạn trai. Ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em là em không hút thuốc, không nhậu nhẹt, sống tình cảm lãng mạn. Còn nhược điểm của em là em trong công việc em là người khá lãng tính, là em cũng không giỏi giao tiếp chứ đông người lắm. Rồi bây giờ tình trường của hai em thì sao em gái? Dạ tình em trường. Có 2 mối tình và mối tình gần đây nhất là khoảng 3 tháng mà chia tay cũng gần nửa năm rồi chị. Quen dạ. Có 3 tháng à? Dạ. Vậy là cũng nhạt chứ cũng chưa có gì đậm đà sâu sắc. Dạ đúng rồi. Rồi vậy bạn trai, bạn trai thì tình trường sao? Em có 1 mối tình kéo dài khoảng 2 năm. Em chia tay cũng hơn 1 năm rưỡi. Lý do chia tay thì em nghĩ chắc là do em với bạn đó không có có duyên mà không có nợ với nhau á. Nhưng mà tới duyên không có nợ là sao anh không hiểu? Tại vì lúc mà quen em á thì có người thứ ba á. Người thứ ba. Ai có người thứ ba? Bên bạn đó. Bạn đó. Nên bạn đó thay đổi rồi bạn đó chia tay. Mình thấy có lỗi gì trong cuộc tình đó không? Nhưng không, em rất là quan tâm bạn gái. Rồi, vậy tốt dạ. Rồi. Thôi coi như không có, đúng là không có phận đi ha, có duyên có dạ. Phận. Dạ. Vậy em gái mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một người cao 1m65 trở lên. Có luôn. Em cao 1m70 ạ. Được. Dạ không quá ốm cũng không quá mập. Được luôn, bên đây vừa vừa người. Rồi đặc biệt là không hí, không hói, không hô, không hôi luôn. Không bốn hờ dạ. Hí, hói, hô, hôi. Dạ. Bên đây có hói đâu mà không biết ai hói. Mắc mới gì không thích bốn hờ đâu dạ. Mắt hí ta nhiều khi đẹp chứ bộ, dễ thương chứ bộ. Ủa anh nói ví dụ giờ em gặp một cái ông chồng đó, một người yêu đó, mắt người ta có hí, đầu người ta có hói, rồi á người ta có hôi 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 rồi gì đó, nhưng mà người ta thương em, yêu em hết mực thì sao? Hí thì không khắc phục được, còn hôi thì em giải quyết được. Hí hả thì cắt mắt. Có gì đâu khó. Thôi để tự nhiên đi. Cái mắt hí đâu có phải quan trọng. Nhưng cái hôi thì mình tắm rửa sạch sẽ thì nó hết hôi. Đúng rồi, hí. Chừng nào 3-4 ngày không tắm hết không hôi chứ. Rồi hói sao không thích? Hói là do suy nghĩ nhiều quá, tính toán nhiều quá mới hói anh. Thì đúng đó. Rồi như vậy ta suy nghĩ, ta tìm cách nào để làm giàu cho chính mình rồi cho gia đình vậy tốt chứ. Nói vậy thôi chứ tình yêu đến rồi hả, cái đầu trọc lóc cũng yêu luôn. Rồi vậy thì em trai, mẫu người bạn gái lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em là bạn gái cao 1m55 trở lên. Rồi có. Tóc dài. Có luôn. Tóc dài luôn. Cá tính năng động. Rồi. Nhưng mà vẫn giữ được nét dịu dàng của người phụ nữ. Rồi. Mít ướt tí thì càng tốt. Anh khỏi lo, em nhão lắm. Rồi còn gì nữa không? Lại biết sống, biết quan tâm mọi người xung quanh. Rồi. Dạ, vậy hết à. Ôi vậy quá dễ dàng, đâu có gì khó đâu. Được rồi, để qua coi. Nếu mà được thì khi nào em muốn tiến tới hôn nhân?
Dạ, em đã chuẩn bị hết rồi, thì có thể năm sau ạ. Năm sau, lấy nhau về mình sẽ sống ở đâu? Do là em đang ở với ba mẹ em á, thì anh trai em đã lấy vợ và ra riêng rồi. Thì em sẽ hy vọng là bạn nữ sẽ chịu ở chung với ba mẹ em. Nhìn cái tướng này thì ngon lành, tôi không cần phải bắt cái hít đất kiểm tra gì đâu. Thấy được đó. Dạ. Chị thấy ổn đó, hợp xứng đôi á em. Dạ. Dạ. Rồi, bây giờ em đi với ai nè? Hôm nay thì đi với ai? Em đi với ba em và các chị đồng nghiệp á. Kính chào hai MC Quyền Linh và dạ. Chị Cáp Tường. Xin chào các quý vị khán giả ở trường quay. À, cháu chào bác ạ. Chú thấy con rể tương lai thì sao? Ưng ý không? Dạ ưng ý. Nếu mà hồi ở chơi đàn coi sao với tôi là tôi dạy đàn guitar này. Chết chưa? Múa rồi qua mắt thợ rồi. Tôi dạy organ guitar. Đó. Dạy vẽ thì thôi thì về nếu mà được thì về làm đệ tử cũng được có sao đâu. Dạ. Bác ơi con mới học đàn có mấy tháng nên có gì chút nữa bác chăm trước giùm con nha. Dạ. Quéo liền, quéo liền. Cảm ơn bác. Chú. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ với một đứa em trai đồng nghiệp ạ. Dạ chào cô. Dạ con dạ. Chào bác. À, chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Cháu Việt Thu tên tuy là tên Việt Thu nhưng mà cháu rất là mạnh mẽ. Dạ. Dạ. Cháu rất là hiền, thật thà. Đi làm về là ở nhà phụ việc với cha mẹ thôi. Còn cháu gái bên này thì tôi thấy cũng dễ thương, cũng hiền. Dạ. Thì cô cũng thấy là hai cháu cũng có những điểm tương đồng. Thì cô mong rằng hai cháu hãy có cơ hội đến với nhau để tìm hiểu, để mà tiến đến hôn nhân. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Bây giờ mở hàng rào lên cho hai bạn gặp nhau trực tiếp ha. Rồi lát muốn đang nôn nao, muốn thưởng thức món đàn, món đàn của anh bên đó nữa. Thì đến chương trình hôm nay thì anh cũng có hai món quà tặng em. Đầu tiên là Doraemon. Dạ. Thì đó cũng là biệt danh của anh. Dạ. Thì còn cái bông hồng này á thì anh tự làm. Nó dạ. Không có gai. Nhưng mà em cứ yên tâm, anh sẽ đóng vai trò là cũng những cái gai đó để là người bảo vệ che chở cho em. Dạ, dạ. Em cảm ơn. Dạ. Ồ, bông tự làm hả? Em có món quà này nè. Là ba em làm á, em gửi tặng cho anh. Còn cái trong đây nó có một cái đơn thuốc là em tự tay soạn ra. Thành nếu mà sau cái quyết định á thì anh có thể tiền vào tên tuổi. Rồi, anh cảm ơn em trước đi. Con đọc có đi đọc đi không? Bệnh viện tâm lý khoa tình yêu, đơn thuốc, tên bệnh nhân Lê Trần Việt Thu, 31 tuổi, triệu chứng lúc vui lúc buồn, tim đập nhanh, chủng đoán rối loạn nhịp tim, rối loạn cảm xúc. Phương pháp điều trị: 1. Thuốc điều trị rối loạn nhịp tim tăng cường gặp Xuân Dược 3 lần một tuần. Thuốc chống buồn: gọi hoặc nhắn tin cho Xuân Dược 2 đến 3 lần một ngày. Thuốc tăng lưu lượng tình cảm: cùng Xuân Dược đi chơi, đi ăn một lần một tuần. Dặn dò: nếu có gì không bình thường phải nói và không được giấu giếm. Nếu phát hiện sẽ bị ngưng điều trị ngay. Xuân Dược là tên bạn gái đó, nhớ không? À. Hôm nay anh cũng tặng em một bài đàn nhạc của bài Lời Yêu Thương. Dạ. Lần đầu gặp, gặp em trên phố, anh ngần ngờ thân thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên, quên đi tất cả. Đợt sao tôi nghe tiếng đờn như vậy? Em. Nó không dám đờn, thấy sư phụ đàn, ngồi kia. Không nghe tiếng đờn. Đàn, nghe vỗ vỗ, vỗ vỗ không vậy? Đàn mạnh lên coi. Anh muốn đừng cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày hè ấm nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi, sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu ấm áp trong lòng hoài. Trời ơi. Cảm ơn anh. Đây. Đưa em cất cây đàn cho để hồi sư phụ lên tịch thu cây đàn. Hồi nãy anh nghe em nói là một ngày anh khoảng mất 4 tiếng để ăn với tắm rửa. Thì em có thể bớt đó thời gian để mình có thể nhiều thời gian hẹn hò không? Dạ cũng được chứ anh. Nếu như mà anh chịu khó nhường em một chút xíu, ví dụ như là ăn thì đừng có ăn trước em, chờ em ăn với thì em sẽ ăn cùng anh. Em có thích người lãng mạn không? Dạ có chứ. Anh lãng mạn được bao nhiêu phần trăm? Nói chung này bí mật được không? Nếu mà anh với em ăn nhau thì anh sẽ có những cái kỷ niệm món quà lãng mạn cho em. Đến hôm nay thì tuy không phải là người đầu tiên nhưng em mong anh sẽ là người cuối cùng để cùng em đi tiếp những con đường còn lại nhé. Anh cũng hy vọng là chúng ta sẽ có duyên và có nợ với nhau. Dạ, cảm ơn anh. Ngọt ngào quá nè.
không cần hỏi gì thêm. Đúng chưa rồi. Nghiên cứu gì hết mới nhìn thôi, là coi như cái gọi là để tí xét ái tình hả? Bây giờ nói thiệt lòng đi, mình thấy cái người đối diện đó, mình cảm giác trái tim mình giờ làm sao? Tim hơi đập mạnh tí anh. Em có thuốc chữa cho anh rồi đó. Thích. Dễ thương quá, được rồi đó. Anh thấy cặp này rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào đó. Cho em một câu chốt được không anh Quyền Linh? Hả? Em có muốn một chốt với bạn nữ không? Được. Người ta nói nếu muốn đi thật nhanh thì hãy đi một mình. Dạ. Còn muốn đi thật xa thì hãy đi cùng nhau. Dạ. Thì anh hy vọng anh và em sẽ cùng nhắm tay nhau đi. Dạ. Trên chung một con đường. Dạ. Và anh hứa là anh sẽ là bờ vai vững chắc cho em. Hôm nay có anh Quyền Linh với chị Cát Tường cùng khán giả chứng kiến cái này thì anh nhớ thực hiện nha. Ok. Dạ. Rồi. Hay quá. Nào để tay bấm đi hai bạn. Làm thủ tục đi. Chứ cặp này là ngọt ngào lắm rồi đó. 1 2 3. Nhanh lẹ. Chúc mừng hai bạn. Nào. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Thì chúc là ký vô cái giấy này nha. Viết tên ký vô ha. Viết tên. Tên gì viết vô. Viết đúng tên thiệt nha. Rồi. Tiệt. Thu. Thu. Đúng rồi. 31 tuổi. Dạ. Tôi đã đọc và đồng ý. Có lăn tay không anh? Giống như công chứng vậy đó. Ký tờ, ký tên vô anh. Đó. Rồi đây. Dạ rồi. Gửi cho chú. Con gửi tương lai nó đã ký rồi chú nha. Chú giữ cái này làm bằng chứng. Dạ. Chúc chú sẽ mau có cháu. Dạ. Dạ. Rồi chúc chú khỏe nha. Rồi xin phép bác trai hôn bạn gái kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt nào. Em xin phép bác hôn em. Tự nhiên. Rồi, tự nhiên. Rồi chúc mừng hai bạn. Rồi chào anh. Ở đây thì mình cứ chia sẻ cụ thể chi tiết giùm tụi em ha. Ở đây toàn là ekip của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thôi. Trước tiên thì mình giới thiệu về họ, tên, tuổi, nghề nghiệp, quê quán, điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào giùm em ha. Rồi mời anh ạ. Em tên là Phan Thái Nhật Phát. Em sinh năm 1995. Quê em ở Dĩ An, Bình Dương ạ. Giờ em nói về điểm mạnh và điểm yếu. Thì em thì điểm ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ, thân thiện thôi. Còn về điểm yếu thì chắc có lẽ là có một chút gì đó rụt rè trong khi giao tiếp. Dạ vâng. Em đang làm công việc gì vậy Pháp? Dạ, dạ. Em đang làm công việc gì? Dạ vâng, em đang kinh doanh shop quần áo. Và em làm em làm về mảng chụp ảnh về kỷ yếu á. Rồi mình nói về tình trường của mình giùm chị đi Phát. Mấy mối tình rồi em, rồi quen bao lâu và lý do tại sao lại chia tay? Vâng, giờ em thì em có một mối tình. Em quen khoảng được 12 năm từ thời đi học. Em thì cũng cũng mới chia tay được mấy tháng thôi, mấy tháng này, khoảng 3-4 tháng này. Thì nói chung là đó là tình cái một mối tình duy nhất là sâu đậm nhất thôi. Còn những trước giờ thì cũng chưa tìm hiểu ai à. Là em chia tay khoảng bao lâu rồi? Dạ khoảng 4-5 tháng rồi. 4-5 tháng rồi. Rồi xung quanh em không có ai sao mà em tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Dạ vâng, em chỉ muốn em cũng chưa mở lòng được ấy. Em chỉ muốn là em muốn tìm một người đó có thể nào hợp với em hơn. Nên em mới đăng ký hết chương trình thử xem mình có may mắn hay không. Vậy thì em muốn một người bạn gái như thế nào thì sẽ phù hợp với em? Em thì cũng dễ tính thôi. Em nói chung là chỉ cần quan tâm và nói chung là cả hai thấu hiểu nhau là được. Về ngoại hình thì sao? Ví dụ như là chị phải nhìn ngoại hình là có phù hợp với em như thế nào không? Ra một mét mấy, làm công việc gì, tuổi tác như thế nào? Rồi em cần là bạn gái tóc dài, tóc ngắn hay gì đó thì để chị còn nhận biết được. Dạ, thì nếu nói về ngoại hình á, thì em chỉ thích những bạn mà hơi gầy gầy một chút, kiểu mà hơi gầy gầy,
khoảng cao chừng 1m50 cái hoặc 1m60 thôi cũng được. Nói chung chiều cao cũng không quan trọng, nói chung là thì tóc dài tóc ngắn thì em cũng ok hết. À, về nghề nghiệp thì chỉ cần bạn đó chăm chỉ làm việc một chút là được, còn nghề thì cũng không quan trọng ạ. Rồi quê quán của bạn đó thì em có quan trọng không? Em có không thích vùng miền nào không? À, dạ em không, thì thật ra em không có phân biệt vùng miền. Nói chung là nếu gần em được thì tốt nhất. À, dạ gần em được thì tốt nhất. Nhưng mà cho chị hỏi này, một em vừa chia sẻ là một cái mối tình của em tới 12 năm. Nhưng mà cái lý do nào để bọn em chia tay nhau khi mà một cái mối tình nó rất là dài như vậy mà mới cũng chỉ chia tay cách đây có mấy tháng thôi? Nói chung là chắc là cả hai đều không tìm được điểm chung với nhau nữa. Tại vì có thể là quen quá lâu và cũng không tìm được cái điểm tương đồng với nhau ấy. Nói chung là cũng thật sự khó nói, vì cả em cũng đã nói chuyện với bạn ấy và bé cũng nói rõ với em là cả hai đều không thể tiếp tục được nữa. Nên mới chọn cách là chia tay. Nhưng mà tụi em đã từng tính đến chuyện là kết hôn chưa? Chúng em cũng đã tính cái chuyện kết hôn, nhưng mà thì nói chung là thì mình chọn sau này thì nó hơi khó nói, mà như kiểu mà em cảm thấy và bạn ấy cũng cảm thấy là chưa đủ để đi đến kết hôn. Rồi quen 12 năm mà chưa đủ để đi tới kết hôn đó hả? Dạ em cũng thật sự đó cũng hơi khó hiểu về bạn ấy. Bạn ấy cũng kêu là chưa đủ thì em cũng biết vậy thôi. Nhưng mà một mối tình 12 năm như vậy mà em mới chỉ chia tay cách đây có mấy tháng thôi thì em đã sẵn sàng để mở lòng cho một cái mối quan hệ khác chưa? Dạ thật sự là em đang mở lòng, tại vì mấy tháng qua thì nói chung là em cũng đã hiểu, cũng đã chấp nhận cái điều đó, và em cũng sẵn sàng mở lòng cho một cái mối quan hệ mới và tiếp tục trong cái tương lai của mình đó, chứ không có nhìn về quá khứ nữa. Rồi bạn ấy có người khác chưa? Dạ em nghĩ là có rồi. Em cũng lâu không có liên lạc với. Là từ lúc chia tay xong là không có giữ liên lạc không gì hết nữa? Hai đứa là bạn học cùng cấp 3 với nhau hay sao? Dạ đúng rồi. Em học từ cấp 2 lần. Mà quen từ cấp 2 với nhau. Dạ vâng. Trời ơi, có bao nhiêu thanh xuân là dồn hết vô trong mối tình này rồi. cũng có thể nói là vậy, nhưng mà thôi kệ đi, nói chung là duyên số mà. Rồi em là cao 1m bao nhiêu? Em cao 1m70 ạ. Là em cũng đang kinh doanh luôn đúng không? Dạ vâng, em đang kinh doanh. Kinh doanh là của em luôn hả? Nãy em nói nhưng mà tại vì chị bị lag cái mạng, chị nghe không có rõ. Dạ vâng, đây là em mở một số quần áo và một cái là cũng là local brand của em ở Dĩ An mình đó. Dạ, tại quê hơn em luôn. Rất là local của em luôn, brand của em luôn. Dạ. Ok, đang ở Dĩ An luôn đúng không? Dạ vâng. Là bạn gái là quê quán ở đâu cũng được, miễn là đang sống gần gần em là được đúng không? Dạ. Ok. Rồi. Ok, cảm ơn Phát nha. Thì hôm nay nó chỉ là một cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Thì nếu như mà mình phù hợp với lại tiêu chí của chương trình thì là sẽ liên hệ với em lần hai nha. Dạ, em cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn Phát nhiều, chào em. Cảm ơn mọi người. Phúc đã bia và bản thân nè, cho nên là tự tin chủ động nha. Đầu tiên là giới thiệu về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của em nha. Dạ rồi, dạ em là Phạm Thế Ngọc, sinh năm 97, em hiện đang là ở chụp ảnh tự do ở Long An. Chụp ảnh tự do là cụ thể là em chụp các thể loại gì? Dạ em chụp ảnh cưới à, chủ yếu là em chụp ảnh cưới. Rồi dạ, là hồi giờ có từng lên Sài Gòn chụp không hay sao, hay là ở dưới khu vực đó thôi? Dạ em là chụp Sài Gòn, Long An, Tiền Giang. Dạ. Em làm cái nghề chụp ảnh đây lâu chưa? Dạ em chụp hình được 5 năm ạ, trừ 1 năm dịch ra thì em còn 4 năm. Là em có studio dạ, riêng không hay sao? Dạ không, em là thợ freelancer á chị, là thợ tự do là chụp cho studio ta gọi thôi. Dạ. Rồi, Ngọc nói về bản thân em đi. Có những cái điểm gì dạ, nổi bật ha, rồi những cái gì mà còn hạn chế của em á. Dạ, dạ em có những điểm nổi bật là em là một người nói chung là biết lắng nghe, thấu hiểu được, trải qua nhiều mối tình rồi nên là em biết cách cảm giác, biết cách quan tâm hơn. Còn về khuyết điểm thì em là cũng là người hơi khó tính chút xíu.
Hơi khó tính hả? Dạ hơi khó tính là kiểu như là dụ như em đang làm một việc là em muốn làm việc đó hoài luôn, chứ em chừng nào chấm dứt cái việc này xong em mới làm cái chuyện khác, dạ, kiểu kiểu vậy đó. Rồi nay là cát là chuẩn bị là mặc vét mặc đồ là để cát tin nó hay là chuẩn bị đi đâu hay như thế nào đây? Dạ em này mặc cho nó chỉnh chu rồi chị. Dạ. Ok, đó là cái điểm cộng của em á. Rồi, Dạ. hồi nãy em nói em trải qua khá nhiều mối tình, thì đã trải qua bao nhiêu mối tình và lý do vì sao em chia tay? Dạ là tổng cộng là nói chung là 7 mối tình, mà nói chung là mối tình chỉ có duy nhất một mối tình dài hạn thôi, còn lại là kiểu như là bạn bè qua thôi ạ. Dài hạn Mà là kéo dài bao lâu em? dạ là 5 năm ạ. Rồi, Dạ. chia sẻ chị nghe lý do vì sao chia tay. Dạ chia tay thì nói chung là do bản thân em là còn bồng bột, và lúc đó là em sao ta? Nói chung là em không có tốt, cho nên là em tìm mọi cách để em chia tay bạn đó. Cái đó là lỗi của em hiểu. Dạ, em biết, em được biết cái lỗi đó rồi, thì em bị một thời gian dài em độc thân, cho nên là em cảm giác là mình nên thay đổi và mình nên tốt hơn. Vậy là em coi như là do em có người khác cho nên em mới tìm mọi cách chia tay bạn, hay là do em như thế nào? Dạ là do em muốn tìm một mối tình mới. Dạ. Trời Dạ. ơi, quen người ta 5 năm là chán, không quen nữa đúng không? Dạ, em không biết chị cảm giác nó lúc đó sao nữa, nhưng mà giống giống kiểu vậy, giống như chị nói vậy. Em thật thà em nói hết Coi như rồi, bây rồi. giờ thì em có mong muốn hình mẫu bạn gái như thế nào? Dạ muốn hình mẫu bạn gái là giờ chỉ cần ở gần gần với em, ở Long An hoặc thành phố Hồ Chí Minh để em tiện đi lại, với lại là bạn đó ốm, bởi vì em sẽ chia bớt cái phần ăn thôi, em lại cho bạn đó, chứ bạn đó mà tròn tròn giống em là hai đứa sẽ tròn luôn. Dạ Rồi có yêu cầu số đo 3 vòng sao không em? dạ không ạ. À, cái đó là tùy mỗi người, cái gu của em là chỉ là phụ nữ là được. À, gu em miễn là phụ nữ được đúng không? Dạ Rồi tuổi nhưng tác mà của là bạn này thì sao, công việc như thế nào? dạ là em muốn là trên, nếu lớn hơn em thì khoảng trên khoảng 1-2 tuổi thôi, chứ đừng nhiều quá. Dạ, còn lại là dư nhỏ tuổi là được. À, dạ là em bạn bạn thủy, em cảm dạ, gặp bạn khác các bạn thì có khắc khẩu chút xíu, có nói chuyện thôi. Rồi ok, còn yêu em có hình mẫu nào giống ai không? Dạ hình mẫu giống ai ạ? À? Dạ chắc là giống chị của em, là một người rất là lanh lợi, hoạt bát, năng động chút xíu, tại em muốn trấn cái người đó, phải là người trấn em lại, kìm em lại, chứ không phải là tại em tính em cũng cũng phải có người người gọi là cái level cao hơn em để kiềm chế em lại được. Dạ, tức là nói chuyện phải hơn em. Dạ. Vậy đó hả? Rồi Dạ. coi như là một cô phải cá tính sắc sảo một xíu đúng không, chứ cô nào hiền quá là về em sẽ bị mau chán đúng không? Dạ không không phải là mau chán, cái đó là em khắc phục rồi, cái chuyện mà cả làm chắc chắn là em đã biết là cái đó là em sai rồi, sau này em muốn có một cái mối tình dài hơn, đi xa hơn. Rồi em có tài Dạ lẻ năng khiếu gì không Ngọc, ngoài cái chụp dạ ảnh của em ra? dạ là em hát cũng tạm tạm. Dạ với lại cái tài lẻ là có, chỉ có hát hát tạm tạm thôi. Rồi ví dụ đang gặp bạn gái tỏ tình bạn gái nè, hát thử một đoạn chị nghe đi, hát làm sao mà bạn gái đồng ý với cái lời tỏ tình của em á. Giờ 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 hát để cho 30 giây em suy nghĩ nha. Mẹ. Muốn em là má của con anh ở sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài, nhất bái thiên địa nhị bái cao đường, phù thế giao bái đêm ngày ta say ta bái tăng Rồi hết hai. rồi đó hả? Ok, bài này thì cũng có khá là nhiều người hát ở trên chương trình rồi, cho nên nếu mình tham gia thì mình sẽ chuẩn bị một bài khác ha. Dạ, tại hồi học Ok. quá em chỉ nhớ được bài đó. Dạ. Rồi ok, cảm ơn Ngọc ha. Hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi. Nếu mà em được chọn cũng như có người phù hợp á thì chương trình sẽ thông báo sớm cho em biết ha. Để em sắp Dạ, xếp em dạ. tham gia nha. Dạ rồi, dạ em cảm ơn ạ. À, cho em hỏi là chương trình mình là thường nếu mà nếu nếu có mình đậu á là khoảng mình quay là cuối tuần hay sao ạ? Không, chương trình mình sẽ quay trong tuần thôi em.
Tùy theo cái lịch của bên chương trình sắp xếp nha, sẽ báo trước cho em. Dạ rồi, vậy ổng ổng tại em làm việc cuối tuần không à. Dạ. Ừ, rồi, ok. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Mình thoát ra cuộc gọi được rồi em.